Xin chào tất cả mọi người, mình là Phùng Thị Thu Phương. Hiện tại mình đang là thực tập sinh lớp Happy khóa 2 của Đại học EDX. Và trong video lần này, môn học mới mà bọn mình vừa học được đó là môn khởi nghiệp kinh doanh. Thì mình sẽ chia sẻ những kiến thức mà mình đã tổng hợp được trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay như sau. Đầu tiên đó là cái tên môn học, cái tên là khởi nghiệp kinh doanh đúng không ạ? Thì tất cả mọi người chúng ta sau khi mà đã học xong bậc trung học phổ thông từ 12 năm học và có những bạn thì sẽ có thêm nguyện vọng học đến trường đại học cao đẳng khác nhau tùy theo cái nguyện vọng của mình. Sau đó tất cả chúng ta sẽ đều hướng đến một mục đích chung, đó chính là tìm được một công việc phù hợp với bản thân để chúng ta đi ra ngoài làm, kiếm được thu nhập phục vụ cho bản thân chúng ta. Và cái hoạt động của chúng ta bắt đầu công việc đó chính là khởi nghiệp. Khởi có nghĩa là khởi động, nghĩa là chúng ta bắt đầu. Còn nghiệp chính là nghề nghiệp của chúng ta. Khởi nghiệp chính là việc chúng ta bắt đầu một công việc nào đó do chính chúng ta, cho chính chúng ta. Còn khởi nghiệp kinh doanh có nghĩa là chúng ta cũng bắt đầu một công việc nhưng trong lĩnh vực kinh doanh. Và cái việc khởi nghiệp này nó đào tạo, nó đòi hỏi có một cái sự chuyên nghiệp và sáng tạo hơn. Và khởi nghiệp kinh doanh bọn mình được học là nó đơn giản là cái mục tiêu mà các thầy cô hướng đến cho bọn mình, để chúng ta tự thành lập được một công ty riêng của chính mình. Đó là khởi nghiệp kinh doanh đối với bọn mình. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là cái mà mình tự nhận thấy được qua cái bài học ngày hôm nay, đó chính là những cái vấn đề cơ bản nhất để chúng ta thành lập một công ty và một doanh nghiệp. Như tất cả các môn học mà mình đã chia sẻ từ trước, khi chúng ta bắt đầu một công việc nào đó, chúng ta chuẩn bị làm một công việc đó hay là học một môn học nào đó, cái đầu tiên chúng ta cần xác định đó là mục đích của việc học, hay còn gọi là học để làm gì, đúng không ạ? Thì cái môn học này, mục đích của thầy cô giáo giao cho mình không phải là để chúng mình tạo ra cái thu nhập từ công ty đã được, mà mục đích ở đây chính là tạo cho bọn mình cái môi trường thực tế nhất mà mai sau bọn mình sẽ làm việc ở trong đó, đó chính là những môi trường công ty và môi trường doanh nghiệp. Qua cái việc thực tập, qua cái việc khởi nghiệp này thì bọn mình sẽ có một cái công ty thật này, một cái môi trường thật để bọn mình trực tiếp làm việc như làm việc tại một công ty, để sau này bọn mình có thể ứng dụng trực tiếp những cái kiến thức mà bọn mình đã có trong những lần khởi nghiệp để có thể giúp cho cái công việc sau này của mình nó tốt hơn. Và cái việc của bọn mình làm công ty này nó sẽ tạo cho mình những cái bài tập thực tế mà bọn mình tự tạo ra, tạo ra cái môi trường thực tế này, cái công ty thực tế. Và trong những công ty thì cũng sẽ có những cái buổi họp, cũng có các bộ phận, các ban ngành, các phòng y như là một cái công ty thật mà sau này có thể bọn mình sẽ làm việc ở trong đó. Và cái mà công ty của mình khác với các công ty khác đó chính là việc chú trọng về cái thu nhập hay là tiền ấy, thì bọn mình không chú trọng vào doanh thu mà chú trọng vào việc tạo ra những cái giá trị. Thì bọn mình cũng được thầy giáo phân tích đó chính là cái việc mà chúng ta tạo ra tiền hay là những cái công ty mới thành lập, họ sẽ có những cái xu hướng là tạo ra cái doanh thu đầu tiên để có thể tồn tại được, để có thể sống được trong cái xã hội khi mà mình mới làm đã. Thì cái cách làm như thế nó là cái cách làm ngắn hạn, nó giống như việc săn bắt hái lượm của người nguyên thủy ngày xưa, đó chính là gặp cái gì thì ăn cái đấy và ăn hết thì không còn nữa. Và những cái ngày mà chúng ta ví dụ như là không gặp được thú này, hoặc là không tìm được hoa quả thì chúng ta không có cái ăn, hoặc là trời mưa không ra ngoài thì săn bắt hái lượm được, thì hôm đấy cả bộ lạc và cả gia đình sẽ không có gì ăn. Và
bọn mình thì không, thầy giáo thì không muốn mình làm như thế, chính là hướng đến bọn mình cái mục tiêu lâu dài và trường tồn. Công ty của mình không phải là phục vụ cho cái lợi ích ban đầu, cái lợi ích lâu dài nhưng mà ngắn, mà phục vụ cho cái lợi ích lâu dài và mãi mãi. Các thầy muốn bọn mình có những cái công ty nó trường tồn như vậy. Và để công ty trường tồn thì cái việc tạo ra giá trị thì nó vô cùng quan trọng. Nó giống như chúng ta trồng những cây lâu năm, ban đầu thì khá là khó khăn, nhưng mà sau những cái sự nỗ lực, sự chăm sóc thì những cái cây đó sẽ cho chúng ta quả ngọt vào những năm sau, và cứ như thế nó sẽ cho chúng ta quả ngọt đều đều vào các năm, chứ không phải ra một lúc nó sẽ lụi đi. Đó là về cái việc đầu tiên, đó là cái mục tiêu. Còn những cái giá trị mà bọn mình tạo ra đó, đó chính là những cái niềm vui, niềm hạnh phúc và mang lại một cái ý nghĩa nào đó cho con người, cho xã hội, cho nhân sinh, muôn loài vạn vật, những thứ xung quanh chúng ta. Nó làm cho xã hội xung quanh chúng ta tốt đẹp lên thì chúng ta đã tạo ra giá trị. Và những cái công ty tạo giá trị thì sẽ có được niềm tin của mọi người, và đó là lý do mà nó được trường tồn lâu dài và mãi mãi. Cái điều tiếp theo cần lưu ý khi thành lập một doanh nghiệp đó chính là chúng ta sẽ tạo ra những cái cấp bậc cao thấp, nhưng tạo ra những cái level ở trong một doanh nghiệp, thay vì tạo ra quá nhiều phòng ban, có nhiều ban, có nhiều bộ phận để có nhiều người giám đốc. Hiện thực thì ở đất nước chúng ta hay là trên thế giới có rất là nhiều công ty mà nó có chia thành nhiều bộ phận, từ đó có rất nhiều giám đốc. Và đi vào trong công ty thì lúc chỗ nào thì cái bàn làm việc của họ ở đâu cũng là director, có nghĩa là giám đốc. Thì trong một cái công ty hay doanh nghiệp mà cái số lượng giám đốc với cái số lượng nhân sự của toàn công ty nó không chênh lệch là bao, thì hoạt động của công ty mình nghĩ là sẽ không ổn. Khi mà cần giải quyết một cái vấn đề gì đó mà những cái người ngang hàng cấp bậc của nhau sẽ khó mà giải quyết nội bộ được. Vì vậy cho nên là cái việc của chúng ta phân cấp cao thấp ở trong công ty nó sẽ giúp cho nhân viên có cái động lực để thăng tiến, đồng thời cũng động viên họ cố gắng phấn đấu để đạt được những cái chức vụ cao hơn. Thêm vào đó, nó sẽ dễ dàng trong việc ngoại giao của chúng ta và cái việc nội bộ, việc bảo ban nhau ở trong công ty, trong nó sẽ dễ dàng hơn. Cấp trên sẽ bảo cấp dưới và cấp dưới sẽ nghe lời cấp trên. Như thế nó sẽ tạo được một cái sự liên kết mạch lạc, cái sợi dây mạnh mẽ cho cấp trên và cấp dưới, để nội bộ hoạt động ổn định. Nội bộ ổn định thì là mới phát triển được, chứ nếu mà nội bộ mà lục đục thì công ty đấy khó mà phát triển. Đó là phần trong một doanh nghiệp. Phần tiếp theo mà mình muốn nói khi mà chúng ta tạo dựng một doanh nghiệp đó chính là chúng ta phải có được cái tầm nhìn xa và rộng, để chúng ta xem xét lại cái quá trình mà công ty chúng ta phát triển so với việc phát triển của xã hội, nó có gì cần phải thay đổi để thích nghi phù hợp với môi trường, phù hợp với xã hội, để công ty chúng ta có thể tồn tại được trong cái xã hội thì nó liên tục phát triển như vậy. Nếu xã hội phát triển, công ty của chúng ta đứng yên thôi thì chúng ta đã tụt lùi rồi. Vì vậy để công ty chúng ta có thể phát triển dẫn trước cả xã hội thì chúng ta cần phải có cái tầm nhìn, cần có một chiến lược rõ ràng để phát triển được trong cái môi trường đó. Và cái điều tiếp theo mà mình muốn nói đó chính là một người đứng đầu trong một công ty hoặc doanh nghiệp, cụ thể là một doanh nhân, thì cần phải lưu ý cái gì?
doanh nhân, nếu theo cái tiếng Hán Việt doanh có nghĩa là kinh doanh đúng không ạ? Doanh nhân thì nhân có nghĩa là người, doanh nhân có nghĩa là người đi kinh doanh. Vậy thì tất cả mọi người buôn bán nhỏ lẻ bình thường cũng có thể được gọi là doanh nhân hay sao? À không, theo định nghĩa của tiếng Việt mình, doanh nhân là những người mà có khả năng quản lý một đội nhóm kinh doanh và là những người sáng lập ra những cái doanh nghiệp và tạo ra những cái sản phẩm cho xã hội. Còn bọn mình thì doanh nhân thì nó chưa đủ. Một mình muốn trở thành những doanh nhân hạnh phúc, đó là những người mà tạo ra giá trị chứ không tạo ra lợi nhuận. Thực ra ở đây thì không phải là không tạo ra lợi nhuận, mà chúng ta chú trọng tạo giá trị hơn là lợi nhuận. Khi mà chúng ta có giá trị rồi thì lợi nhuận nó sẽ đi ngay sau cái giá trị chúng ta tạo ra. Bởi vì khi chúng ta trao đi thì chúng ta sẽ nhận lại, và cái giá trị chúng ta trao đi sẽ nhận được lại cái sự tin tưởng, niềm tin và sự yêu thích của khách hàng với mọi người xung quanh, và từ đó cái lợi nhuận từ đó mà sinh ra. Vì vậy thay vì chúng ta cố gắng tạo ra những cái giá trị thì chúng ta hãy cố gắng tạo ra những lợi nhuận và doanh thu ban đầu, hãy tạo ra giá trị thì lợi nhuận sẽ đến với chúng ta. Thêm vào đó, bản thân chúng ta không cảm thấy cắn rứt ăn năn thì chúng ta sẽ trở thành những hạnh phúc. Và doanh nhân hạnh phúc ngoài tạo ra những cái giá trị thì cũng sẽ là những con người tạo ra những cái công ty hạnh phúc, những cái doanh nghiệp hạnh phúc, mà những người làm việc trong đó cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Từ những người nhỏ nhất, những người cấp bậc nhỏ nhất như bảo vệ, lao công, họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong cái môi trường hạnh phúc. Và để làm được và để thực hiện những cái điều này, ngoài cái việc tích lũy kiến thức thì bọn mình phải thực hành nhiều và rèn luyện những cái phẩm đức để tạo cái sự hạnh phúc cho mọi người. Thêm vào đó nữa, đó chính là cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quan sát tỉ mỉ, học cách chú ý tiểu tiết để hoàn thiện bản thân. Mỗi ngày phát triển một chút thì lâu ngày chúng ta sẽ hoàn thiện được bản thân và sẽ trở thành con người chúng ta mong muốn. Và một cái điều quan trọng cuối cùng mà mình muốn khẳng định lại trong toàn bộ cái chuỗi mà mình vừa nói, đó chính là cái việc chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta không được chú trọng đến tiền. Khi mà chúng ta có suy nghĩ là khởi nghiệp để kiếm tiền thì chúng ta sẽ fail ngay. Khởi nghiệp ở đây là chúng ta tạo ra giá trị, tạo ra môi trường để chúng ta có kinh nghiệm sau này ứng dụng vào trong thực tế với môi trường chúng ta. Bọn mình mới là sinh viên năm nhất, sau 4 năm thì bọn mình sẽ có được một cái hồ sơ đẹp trong công ty của mình và tích lũy kiến thức để cái hồ sơ đấy hoàn thiện cả về nội dung lẫn chất lượng và cả đầy đủ tất cả mọi mặt, vừa đẹp và vừa chất lượng. Đó là những cái phần cơ bản mà mình đã tổng hợp được trong buổi học nghề đầu tiên ngày hôm nay, môn khởi nghiệp kinh doanh. Đây là môn học mình nghĩ là nó sẽ rất là cần thiết cho mình, và mình mong rằng sẽ có nhiều bạn xem được video này cảm thấy có ích, và hy vọng là mọi người có thể để lại những góp ý mà mọi người suy nghĩ được về cái bài học của mình để cho mình phát triển hơn và học hỏi được, chúng ta học hỏi từ nhau. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.